Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, Sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 473: Từ chối. Mổ ở trên núi, muốn về nhà phải xuống dốc, đi vòng qua nửa thôn. Kỳ quái là, Yến Tam Hợp lại chẳng gặp một người nào. Người đâu hết rồi? Lúc sắp đến nhà, Yến Tam Hợp đã có đáp án mọi người đều vây quanh cửa nhà mình, ai nấy đều kiễng chân, thò người ra, ôm đầu nhìn vào trong cửa. Nàng đi lên trước. Nhìn cái gì vậy? Con trai út của lão vũ thúc vảnh mông, không thèm nhìn nàng một cái. Xem đánh nhau. Thạch thúc quay đầu lại nhìn nàng, nhưng lại vội trả lời. Tiểu cô nương nhà ngươi không hiểu đâu, đặc sắc lắm. Cháu gái thứ hai của bà Tiếu đỏ mặt, cười nói. Đặc sắc hơn nữa, cũng không đẹp bằng người nọ. Nam nhân, ai cơ? Yến Tam Hợp vừa định đẩy đám người ra chen vào, bỗng nhiên nghe được một giọng nói khàn khàn. Hàn bảo chủ, dân không đấu với quan, nếu ngươi còn đánh tiếp thì coi chừng phân bổ hàn ra ở kinh thành đó. Tạ chi phi. Yến Tam Hợp nhướng mày, quát khẽ. Tránh ra. Đám người vội nhường ra một con đường hẹp, Yến Tam Hợp nghiêng người bước vào cửa, ánh mắt đảo qua, nổi giận. Trong đình viện, Đinh Nhất và Hàn Hú đang đánh nhau, một người dùng kiếm, một người dùng đao, động tác nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Dưới mái hiên, Tạ Chi Phi ngồi trên ghế thái sư, hai tay khoanh trước ngực, bắt chéo chân, dáng vẻ công tử bột phong lưu. Phía sau hắn là Chu Thanh, mà bên cạnh Chu Thanh là ba người xa lạ yến tam hợp chưa từng gặp bao giờ. Ngoại trừ Tạ Chi Phi, những người này đều dâu ria lôi thôi, quần áo tà tơi, sắc mặt phong trần. Yến cô nương. Chu Thanh là người đầu tiên nhìn thấy Yến tam hợp. Tạ Chi Phi nhảy ra khỏi ghế, ánh mắt vội vàng tìm tới. Ánh mặt trời rất chói mắt, nàng đứng ở cửa, mặc một bộ đồ vải thô, da rất trắng, cằm rất nhọn, ánh mắt rất đen. Tạ Chi Phi lập tức thấy đau lòng. Sao gầy đi nhiều vậy? Tiếng đánh nhau im bặt. Đinh nhất nhìn Yến tam hợp, tuổi thân nói. Yến cô nương, hắn sống chết không chịu nói ra tung tích của ngươi, ta hết cách rồi mới. Mọi người lúc này mới biết những người này là quen biết với Yến Tam Hợp. Bà Tiếu vui vẻ đi tới, lau nước miếng chảy ra từ miệng, dán mắt vào Tạ Chi Phi. Tam Hợp, hắn là ai thế, Tuấn Tú ghê nơi, còn đẹp hơn Yến lão gia lúc trẻ nữa. Không nhìn ra. Bà Tiếu trợn mắt với Yến Tam Hợp, ý bảo mắt người bị sao thế. Yến Tam Hợp đứng trước mặt Tạ Chi Phi. Nhìn thấy mặt hắn ở khoảng cách gần thế này, mới phát hiện bộ dáng vẻ công tử bột lúc nãy thực ra đều là vừa vịt. Hốc mắt hắn đã lõm xuống thật sâu, đáy mắt đen thâm, dâu hẳn là vừa cạo, cầm còn có một chỗ bị cạo rách, chảy ra chút máu. Là vì tâm ma mà tới sao? Nàng thản nhiên hỏi. Tả chi phi trần trừ một lát. Sao người biết, cảm ứng được. Yến Tam hợp lại nhìn thoáng qua ba người xa lạ phía sau hắn. Trở về đi, tâm ma này ta không nhận. Chu Tam gia vừa nghe lời này, trước mắt chợt tối sầm. Bởi vì đi đường, khóe miệng hắn đã bong chóc, đến việc mở miệng cũng rất gian nan. Yến cô nương, sao lại không nhận? Bởi vì hung hiểm. Yến tam hợp. Quan tài nứt ba lần, thi thể còn không chứa được, tâm ma này ta không giải được. Chu tam ra quá sợ hãi. Hắn còn chưa mở miệng, sao cô nương này lại giống như tận mắt nhìn thấy, người này thật sự là bà đồng ư. Không đúng, ngươi vừa nói gì không giải được yến cô nương ngươi không giải được thì trên đời này ai có thể giải đây trong giọng nói chu tam gia đều là cầu khẩn sự sống chết của chu gia đều nằm trong tay cô nương rồi cầu xin cô nương ra tay cứu giúp yến tam hợp lắc đầu chu tam gia vội vàng quay đầu nhìn tả chi phi tam gia nghĩ cách đi tả chi phi hắng giọng yến tam hợp vị này là tam gia của chu phủ là tam ca của đại tẩu ta người có tâm ma là chu lão gia Yến Tam hợp, cầu xin ngươi nể mặt đại tẩu. Nể mặt ai cũng vô dụng." Yến Tam hợp lạnh giọng ngắt lời. "Tâm ma này quả thực không giải được, ngươi không cần khuyên nữa." Tả Chi Phi hơi mơ hồ, đến bia đỡ đạn của đại tẩu cũng không có tác dụng, chẳng lẽ tâm ma này của Chu lão gia là thật? Hai chữ "hung hiểm" còn chưa hiện ra trong đầu, chỉ nghe bên cạnh Chu Tam gia đã gấp gáp kêu lên. Trên đời này còn có bà đồng không giải được tâm ma? vậy ngươi tính là bà đồng gì, nhọc cho ta còn ngàn dặm xa xôi chạy tới đây. Tả Chi Phi vừa nghe lời này, đã biết là có chuyện không hay, Yến Tam Hợp chỉ ăn mềm không ăn cứng. Quả nhiên, mặt Yến Tam Hợp trùng xuống. Hàn hú, tiến khách, ngươi. Chu Tam ra ngàn mong vạn ngóng, thật không ngờ lại trông đến kết quả như vậy. Hơn một tháng lặn lội đường xa, thịt trên mông vừa rách vừa đau, chỉ dựa vào một tia hy vọng đó mà cắn răng đến đây. Kết quả người ta nói một câu. Tiến khách. Rồi đuổi hắn đi. Trong lúc bất chợt, bao nhiêu cảm xúc lo lắng, thống khổ, phẫn nộ đồng loạt sông lên đỉnh đầu. Hắn ngã bịch xuống. Tam gia, tam ca. Chu tam gia dẫn theo hai thị vệ, một người trong đó tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương, thấy chủ tử nhà mình đều bị tức ngất đi, thì nhịn không được mắng. Họ yến kia, ngươi là cái thá gì, ra nhà ta. Bốp trong đình viện trở nên tĩnh mịch. Bà Tiếu liếm liếm răng cửa, ánh mắt sáng lên, tên nhóc này sao đánh người không nương tay gì thế, còn ghê gớm hơn cả Yến lão ra. Chợt, thật khiến người ta vừa mắt. Tả Chi Phi lấy khăn lau tay, cười gần nói. Cái tắt này là đánh cho đại gia các ngươi, đợi lúc về ngươi cứ cáo trạng. Thị vệ che mặt, tức giận nói. Tam gia, nàng, nàng thế nào, không đến lượt ngươi nói. Ánh mắt tả Chi Phi lạnh lẽo đừng nói không đến lượt ngươi, dù là chủ tử ngươi ăn nói lung tung, ta cũng đánh, ngươi tin không? Mặt thị về kia trắng bệch, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Chu Thanh, Đinh Nhất, ra. Tả Chi Phi liếc mắt nhìn Chu Lão Tam hôn mê, thầm cười gần. Đưa Tam ra vào nhà, hắn chỉ mệt mỏi quá thôi, để hắn ngủ một giấc cho ngon. Vâng, họ Hàn, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi ra ngoài trước đi, ta có việc muốn nói với Yến Tam hợp họ hàn mặt không biến sắc liếc hắn một cái, đi tới bên người Yến Tam Hợp, thấp giọng hỏi. Nói gì, cứ ở lại đây, không cần đi đâu cả. Yến Tam Hợp vươn tay chỉ vào tả chi phi. Ngươi, theo ta ra ngoài. Bà Tiếu nhìn cậu nhóc tuấn tú không nói hai lời, đã đi theo Yến Tam Hợp, vội liếc qua hàn hú. Không biết vì sao, lúc này lại thấy tên nhóc hàn hú này có hơi không xứng với Tam Hợp nhà ta. Ừm cậu chàng đẹp trai kia mới xứng. Chương 474, phản đối. Núi tuyết nguy nga, sông nộ cuồn cuộn, bầu trời xanh đến mức khiến lòng người say mê. Tất cả cảnh đẹp này cũng không bằng con người nhỏ bé chiếm lấy tâm hồn Tạ Chi Phi phía trước. Hai tháng, nhà đầu kia ngoại trừ gầy đi, hình như còn cao hơn một chút. Đi thẳng một hồi, Yến Tam Hợp đứng lại dưới một gốc cây đào, xoay người, ánh mắt đánh giá nhìn Tạ Chi Phi. Thế nào khóe miệng tả chi phi nhếch lên. Có phải đã lâu không gặp, khuôn mặt tuấn tú này lại làm ngươi kinh ngạc rồi không? So cái mặt ngươi thì ta kinh ngạc với tay chân ngươi hơn. Yến tam hợp không mặn không nhạt. Đã học đánh người rồi sao? Đánh hộ ngươi, ngươi còn chất vấn ta. Tả chi phi tuổi thân. Yến tam hợp, ngươi rốt cuộc là cùng phe với ai thế? Yến tam hợp bị hắn hỏi đến ngẩn ra, luôn cảm thấy người này nói không phải chuyện của thị vệ kia, mà là hàn hú ngẫm lại lại thấy không có khả năng nàng nghiêm mặt nói lai lịch chu gia là gì tả chi phi không vội trả lời mà nhìn xung quanh ngươi lớn lên ở đây ừ đúng là một nơi tuyệt vời sông xanh núi đẹp tả chi phi thu lại vẻ vui đùa nói tổ tiên chu gia đều là xem bói chu lão gia chu lão thái gia đều từng chấp trưởng khâm thiên giám khâm thiên giám khâm thiên giám trực tiếp theo hoàng đế làm việc xem thiên văn định lịch chiêm tinh tạ chi phi sợ nàng nghe không hiểu, lại bổ sung thêm một câu. Nói như vậy đi, mấy người chu ra đều là người tài ba, chu lão tam vừa mới ngất đó, hắn xem bói cực chuẩn. Người tài ba, tìm yến tam hợp hơi run lên. Giống như người nói, quan tài của chu lão thái ra nứt ra ba lần, thi thể căn bản không bỏ vào được. Tạ chi phi lắc đầu. Không đúng, không thể nói là nứt, là nổ, trực tiếp nổ. Yến tam hợp không nói gì, chỉ là mày hơi nhíu lại đêm hôm chu lão ra qua đời nhị phu nhân chu phủ vô duyên vô cớ xảy thai nam thai 4 tháng tuổi nói mất là mất bùi thúc nói 10 ngày trước hắn bắt mạch rõ ràng thai nhi vẫn còn rất tốt tả chi phi chuyện này còn chưa tính nhị phu nhân xảy thai xong còn bị chảy rất nhiều máu đến bùi thúc y thuật tốt như vậy cũng khó cầm máu lại được nghe đến đó yến tam hợp nhíu chặt mày sau đó đại ca tìm đến ta ta vừa nghe thấy thì cảm thấy chu lão ra có tâm ma lúc này mới dẫn người ngàn dặm xa xôi tới nơi này. Hắn cúi đầu nhìn nàng. Yến Tam Hợp, ngươi cho ta một câu nói thật, tâm ma này hung hiểm tới mức nào. Yến Tam Hợp ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn. Sẽ chết rất nhiều người. Tim tạ chi phi đập thình thịch, sừng sốt hồi lâu, mới nói. Chứ ngươi ra, tâm ma này còn ai có thể giải được. Không ai cả. Tim tạ chi phi đập mạnh hơn. Tâm ma chỉ có Yến Tam Hợp có thể giải thế nhưng nàng lại không dài được đây không phải giống như là thắt nút chết chỉ có thể trơ mắt nhìn người chu gia chết hết sao yến tam hợp bây giờ ta muốn ngất giống chu tam gia quá yến tam hợp không để ý tới hắn xoay người nhìn sông nộ chảy nhanh phía xa sâu kín hỏi chu lão gia kia làm người thế nào danh tiếng của chu lão gia nổi tiếng khắp thành tứ cửu đối xử với ai cũng hòa nhã tả chi phi môn phòng chu gia cũng chính người xem thái độ làm người của đại tẩu là biết rồi. người chu gia ngoại trừ bói toán giỏi ra thì còn giỏi gì nữa? tạ chi phi tuy rằng không hiểu vì sao nàng lại hỏi điều này nhưng vẫn rất thành thật trả lời. xem bói thì giỏi thật nhưng bọn họ không dễ dàng ra tay. thật muốn ra tay thì phải đạp đến cầu xin không biết bao nhiêu lần. vậy ta có thể hiểu là rất nhiều người đều muốn cầu bọn họ. đâu chỉ rất nhiều, người trong hoàng cung cũng đều nịnh bợ bọn họ. Tạ Chi Phi nói tiếp. Nhưng Chu gia có gia huấn, không thể dễ dàng bói quẻ cho người khác. Vậy sao, ngay cả người trong Hoàng Cung cũng muốn nịnh bợ? Yến Tam Hợp xoay người, nhìn thẳng vào mắt Tạ Chi Phi. Nề tình đại tẩu, ta sẽ thử xem. Tạ Chi Phi ngẩn ra. Vừa rồi còn sống chết không đồng ý, sao bây giờ lại đột nhiên đổi giọng, đây không phải là phong cách làm việc của nàng. Sao đột nhiên lại đổi ý? Tại sao ư? Vì nhà họ trịnh, mạng này của nàng là đổi từ mạng của 180 người Trịnh gia. Vụ án này đã không còn như trước nữa, không chỉ đơn giản là tìm ra hung thủ, an ủi vong linh, mà đã biến thành nàng muốn báo thù cho Trịnh gia. Nợ máu phải trả bằng máu, mà điều kiện để báo thù là phải có thực lực. Nàng là một cô nữ, lấy đâu ra thực lực gì, cho dù bên cạnh có Tạ Chi Phi, Bùi Minh Đình, Hàn Hú hỗ trợ thì đến lúc đó sợ vẫn là không đủ nàng cần nhiều người có năng lực hơn đứng sau nàng. Huống chi, sau khi tâm ma này giải, nàng sẽ có thêm nhắc nhở mới. Về phần cái mạng này của nàng, con người rồi cũng sẽ chết, trịnh lão tướng quân nói hắn có hoành đao, có quyết tâm, có dũng khí quyết một trận sống chết. Nàng cũng vậy. Ta chỉ không nỡ để đại tàu khóc sướt mướt thôi. Tả chi phi không tin lắm, vừa rồi lúc hắn nhắc tới đại tàu, gương mặt nàng hoàn toàn bất động, nhưng lúc nói đến chu gia còn có một nguyên nhân ta muốn dùng chu gia để điều tra vụ án trịnh phủ câu nói bất thình lình này khiến tạ chi phi trở tay không kịp yến tam hợp tạ chi phi lời nói đồng thời vang lên tạ chi phi hít sâu một hơi ngươi nói trước đi yến tam hợp ngươi nói trước đi tạ chi phi không phải ngươi nói tâm ma này không giải được sao không thể để nàng vì vụ án trịnh gia mà tổn thọ vài năm được Yến tam hợp. Vì tam gia được có thể sống lâu trăm tuổi, ta phải thử. Tả chi phi nhìn nàng, ánh mắt kinh ngạc, thật lâu sau mới nói. Ta chắc chắn sẽ cố gắng sống lâu trăm tuổi. Ừ, sống thành rùa già luôn. Yến tam hợp đi qua bên cạnh hắn, bước về phía tòa nhà, ánh mặt trời kéo cái bóng của nàng rất dài. Nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, ngày mai xuất phát, dâu của tam gia không cần phải cạo sạch sẽ, trên đường về cũng dài ra thôi nàng đã phát hiện ra trái tim tạ chi phi mềm nhũn đôi mắt hoa đào nhướng lên bộ dâu này vốn là cạo vì nàng trong nhà chu tam gia từ từ tỉnh lại vừa tỉnh lại nghe nói yến tam hợp đồng ý thì sửng sốt một lúc lâu sau đó vội mang giày đi cảm ơn người ta còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy một tiếng nói nặng nề yến tam hợp ta không đồng ý ngươi đi giải tâm ma này chu tam gia lảo đảo một cái suýt nữa ngã bể đầu, thầm nghĩ đây là vị Diêm Vương nào thế, muốn cho Chu gia chết hết sao? Diêm Vương là Hàn Hú, hắn chắn trước mặt Yến Tam Hợp, ánh mắt tối tăm. Ta nói này Hàn bảo chủ. Yến Tam Hợp còn chưa mở miệng nói chuyện, tạ chi phi đã cười gần tiến lên. Ngươi ăn no rừng mỡ hả? Ở đây có chuyện của ngươi sao? Hàn hú không hề nhìn tạ chi phi, ánh mắt sáng quắc nhìn Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp, ngươi tự nói đi coi hắn là không khí hả tạ chi phi hàn ngươi câm miệng yến tam hợp lạnh lùng nhìn tạ chi phi ngón tay chỉ về phía hàn hú ngươi theo ta ra ngoài bà tiếu nhìn hàn cái gì mà bảo chủ đi theo yến tam hợp ra ngoài ánh mắt vội liếc nhìn tạ chi phi ai ra nếu như lúc ta còn trẻ có hai tên nhóc tranh tới tranh lui vì ta như thế thì ta sẽ nhận cả hai luôn ai quy định chỉ nam nhân mới có thể tam thê tứ thiếp chương 475, chua. Vẫn là cây đào kia, dưới cây đào vẫn là hai người. Yến tam hợp. Hàn hú tức giận. Ngươi nghĩ vì sao ta lại đi ngăn họ, là vì không cho họ tìm ngươi sao? Yến tam hợp. Ta biết, còn muốn sống nữa không hả? Muốn, muốn sống mà còn làm. Hai nguyên nhân. Yến tam hợp vươn hai đầu ngón tay. Năm đó ngươi quỳ xuống cầu xin ta, nếu ta không đồng ý với ngươi, ngươi sẽ như thế nào? hàn hú ngơ ngẩn, không ngờ nàng lại hỏi như vậy. Nếu như Yến Tam Hợp không đồng ý, hắn sẽ chết, trên đời cũng không còn hàn gia bảo. Thứ hai, mỗi lần giải một tâm ma, ta có thể nhớ lại một chút thân thế. Yến Tam Hợp, người không có gốc, chỉ như cây bèo. Trời đất rộng lớn nhưng chẳng có chỗ để dung thân. Hàn hú càng cả kinh. Đây là chút bí mật cuối cùng của ta, đều nói cho ngươi biết rồi đó. Yến Tam Hợp thấp giọng nói. Còn ngăn không? ngăn trong mắt hàn hú dâng trào cảm xúc khó có được một người đến mạng cũng không có thì còn tìm cái gì nữa hàn hú yến tam hợp hít sâu một hơi ngươi rõ ràng là một cô nương vì hàn gia bảo nên không thể không nữ cải nam trang cả đời không thể kết hôn không thể sinh con không thể để lộ mặt thật trước mặt người đời vì sao ngươi còn cam tâm tình nguyện hàn hú bởi vì ngươi họ hàn ngươi không có lựa chọn mà ta là người giải ma ta cũng thế không có lựa chọn ta không thể nào thực sự thờ ơ nhìn từng người chu ra chết đi. Giọng nói nàng trầm xuống. Hàn hú, ta sợ chết, ta muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng rồi ai cũng phải chết. Yến Tam Hợp, nếu như Lý Bất Ngôn ở đây, nàng có ngăn không? Không. Ngữ khi Yến Tam Hợp chắc chắn. Nàng sẽ chỉ nói, người cứ chết trước, ta sẽ đến sau. Hốc mắt hàn hú nóng lên, sương mù trong nháy mắt bịt kín đồng tử. Hồi lâu, hắn nói. Thứ nhất, phải để lý bất ngôn không rời ngươi một tấc, thứ hai, nếu gặp chuyện gì khó thì phải tìm ta trước." Yến Tam hợp nhìn hắn, cong môi cười. "Được, trước cửa nhà." Chu Tam gia lo lắng trùng trùng. "Ta nói Tam gia nè, Yến cô nương không phải sẽ lật lòng chứ?" "Nghĩ gì vậy?" Tả Chi Phi cười gằn. "Nàng xưa nay đều nhất ngôn cửu đỉnh." Chu Tam gia thầm nghĩ nếu như nàng nhất ngôn cửu đỉnh thì ta cũng sẽ không tức đến ngất đi nhưng ta thấy vị hàn công tử kia và yến cô nương quan hệ rất không tầm thường tả tam gia ngươi còn phải đứng qua một bên mà lỡ như chu tam gia nhìn tả tam gia không dám nói tiếp móc ba văn tiền trong ngực tự tính cho mình một quẻ tả chi phi tức giận cắn răng nuốt một ngụm nước chua nói với đinh nhất chu thanh ban đêm lên thôn trên hỏi thăm thứ mấy ngày nay yến cô nương và họ hàn kia đã làm gì đinh nhất thấy ngực ra mình phập phồng vội vàng khuyên. Ra dạ, à, Yến cô nương ánh mắt không kém như vậy đâu, khuôn mặt họ hàn kia. Cút cho ra. Tạ Chi Phi gầm nhẹ một tiếng. Là lo lắng bọn họ cô nam quả nữ sao? Hắn là muốn hỏi thăm có chuyện gì khiến Yến Tam hợp vội vàng bận rộn, ngàn dặm xa xôi chạy về đây. Tên ngu này. Chu Tam gia vừa bói xong, khóe miệng vui sướng còn chưa kịp dương lên thì đã thấy Yến Tam hợp đến gần, nghiêm mặt nói: "Đêm nay các ngươi nghỉ ngơi trước, sáng mai giờ sửu hai khắc đúng giờ xuất phát, tất cả cưỡi ngựa, tranh thủ thời gian một tháng chạy về kinh thành. Vậy coi như là đồng ý rồi sao? Chu Tam Gia thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nói. Yến cô nương, mông ta. Còn mông nữa? Yến Tam hợp lạnh lẽo nói. Trong phủ đã chết hai người rồi. Chu Tam gia vừa nghe lời này, lại cảm thấy trời đất trước mắt quay cuồng. Vậy nhị tẩu ta, là ai ta không biết? Yến Tam hợp ngắt lời ta chỉ biết đây chỉ là mới bắt đầu thôi, hai mạng người vẫn chưa kết thúc đâu. Ôi chào trời ơi! Chu Tam ra kêu rên một tiếng, người lại mềm nhũn, hai thị vệ phía sau vội lên đỡ lấy. Tả Chi Phi cũng hít sâu một hơi. Yến Tam hợp, hay bây giờ chúng ta xuất phát luôn đi. Dục tốc bất đạt. Yến Tam hợp quay đầu, nhìn đám người thím thạch đang hóng chuyện. Thím thạch, quy củ cũ, giúp ta chuẩn bị lương khô một tháng, phần cho tám người. Được, được, lập tức đi chuẩn bị. Nhớ trả tiền, 200 lượng. Yến Tam Hợp nói với tạ chi phi một câu, rồi đi cùng hàn hú trước sau vào thư phòng. Tiếng đóng cửa truyền đến, tim tạ chi phi cũng đau theo. Bạn có biết trang truyện cộng cộng chu trùy n, vn cộng cộng? Hay là để đinh nhất tối nay đi tìm hiểu thử, cô nam quả nữ bọn họ, mấy ngày nay đã làm gì? Sao lại ngứa tim ngứa phổi như vậy chứ? Lương khô chỉ chuẩn bị một tháng ý là đường trở về còn phải gấp hơn. Gấp thế nào thì trong lòng mọi người đều biết, chỉ sợ không được ngủ nghỉ rồi. Tả Chi Phi ra lệnh cho mọi người đi rửa mặt, thay quần áo, ăn cơm no, lại thương lượng với Chu Tam gia, nếu còn không được nữa thì hắn và Yến Tam hợp sẽ về kinh trước, Chu Tam gia ngồi xe ngựa về trễ một chút cũng được. Không được, không được. Chu Tam gia lắc đầu liên tục, việc này vốn là chuyện của Chu gia ta, ta hồi kinh với các ngươi. Ngươi đã nói như vậy, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi, dù sao đoạn đường này sẽ không dễ chịu, về sau cũng đừng kêu khổ kêu mệt. Khuôn mặt già nua của Chu Tam ra nóng lên. Ngươi nói với Yến cô nương, đi nhanh mấy cũng được, ta có chết cũng sẽ không kéo chân nàng. Được. Tạ Chi Phi chỉ chờ câu này, chạy tới gõ cửa thư phòng. Yến Tam hợp hỏi. Chuyện gì? Tạ Chi Phi liếc nhanh vào trong phòng, rõ ràng trong lòng rất chua chát, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói. Mệt không, nếu không mệt thì dẫn ta đi dạo xung quanh đi ngươi không mệt sao yến tam hợp nhìn đôi mắt thâm đen của hắn căn nhà này không chạy được đâu ngươi ngủ trước đi nghỉ ngơi cho khỏe tả chi phi ngủ ở đâu yến tam hợp chấm hỏi chấm hỏi tả chi phi vô tội ngươi cũng biết ta kén chọn chỗ không sạch sẽ thì ta không ngủ được đến nước này rồi ngươi còn có muốn kén cá chọn canh sao yến tam hợp chỉ vào phòng đối diện ngủ ở đó đi tạ chi phi quay đầu nhìn thân thể không nhúc nhích phòng kia của ta vậy còn ngươi ta ở thư phòng ngủ tạm một đêm ta ngủ thư phòng ngươi ngủ trong phòng tạ chi phi bước vào trong thân hình hắn cao lớn gần như là đi qua sát mặt yến tam hợp siêm y trên người đã nhiều ngày không thay bụi bặm mồ hôi phả vào mặt yến tam hợp cảm thấy hô hấp mình chợt thoải mái cảm giác tồn tại của người này sao lại lớn như vậy Tạ chi phi đi tới trước cửa sổ, đôi mắt hoa đào nhìn hàn hú, sau đó ngồi xuống giường. Nếu như giờ này có tiểu bùi ra ở đây, chắc chắn sẽ chua ngoa nói một câu, tạ ngũ thập, người xem cái nét của minh người, có khác gì cho đi tiểu đánh dấu địa bàn không? Nếu trên mặt hàn hú không có lớp da người, thì thật sự rất muốn cười. Rõ ràng, vị gia kia là đang ghen với hắn. Cũng rõ ràng, người này có ý với yến tam hợp hắn cố ý đi tới bên cạnh Yến Tam Hợp, xoa đầu nàng. Ta đi trước, trở về Kinh Thành sẽ liên lạc. Vừa rồi hai người trốn ở thư phòng, là đang nói chuyện mỗi người đi một ngả. Hàn hú còn phải ở lại Phủ Vân Nam thêm vài ngày nữa, sau đó lại đi lên phía Bắc, thị sát các phân bộ, không thể đồng hành với bọn họ được. Yến Tam Hợp gật đầu nói. Ta tiễn ngươi, được. Hai người một trước một sau đi ra khỏi thư phòng. Sắc mặt tả chi phi âm trầm, nhìn về phía cửa không nói một lời. Lại bắt đầu ngứa tim ngứa phổi rồi. Có nên để Đinh Nhất đến bắt tên tiểu nhân họ Hàn, sau đó mỗi ngày đâm hắn một vạn châm hay không? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 476, tên ngốc. Thím thạch không chỉ chuẩn bị lương khô một tháng, lúc chạm vãng còn mang theo mười mấy món ăn tới. Hai trăm lượng, căn bản không thể dùng hết, thạch thúc còn giết một con dê, xương dê nấu canh, thịt dê kho tàu đoàn người tạ chi phi đã tắm rửa thay quần áo ngay cả chu tam gia tâm sự nặng nề cũng cạo râu một lần nữa biến thành hình người mọi người vừa nhìn thì đều thấy ngạc nhiên ai cũng có khí độ bất phàm nhất là cái tên tả tam gia kia bà tiếu đi hai vòng trong viện mặt dày mày dạn đến trước mặt tạ chi phi tạ chi phi đang uống canh dê canh dê ở đây không biết thêm nguyên liệu gì còn tươi hơn kinh thành nhiều vừa quay đầu nhìn thấy bên tai bà tiếu cắm một đóa hoa nở hai cái răng cửa lớn cười ngọt ngào với hắn lão phu nhân có chuyện gì sao hắn hỏi có chứ bà tiếu cười hề hề ngươi xem ta có sinh không tả tam ra trái lương tâm gật gật đầu vậy thích không tả tam ra suýt nữa phun canh dê ra ngoài bà tiếu thấy vẻ mặt ghét bỏ của hắn hừ hừ nói lúc ta còn trẻ đó cũng là một cành hoa trong phạm vi trăm dặm nam nhân các ngươi không phải đều ham muốn sắc đẹp sao người coi ta là thái giám chắc tả ta tam gia bưng canh thịt dê lên đi đến đình viện đứng uống ấy tên nhóc đó sao lại chẳng thoải mái gì cả cứ như đại cô nương ấy ta nói được một nửa ánh mắt liếc đến trên mặt chu tam gia này người này cạo râu đi nhìn cũng không tệ da rẻ mềm mại ghê bà tiếu yến tam hợp nhỏ giọng gọi bà tiếu liếc mắt nhìn yến tam hợp chỉ vào chu tam gia hừ hừ nói Tên kia Tuấn Tú nhất ta không có tranh với ngươi, người này để ta tranh chút cho đỡ thèm đi. Tranh? Yến Tam hợp đỏ mặt, thầm nghĩ bà lão chết tiệt này sao lại không biết sâu hồ thế, nếu để tả Chi Phi nghe được. Bên cạnh nổi lên một trận gió, Tam gia vừa mới trốn đi lại ngồi trở về, híp mắt sâu xa nhìn Yến Tam hợp, cúi đầu tiếp tục húp canh. Bàn tay Yến Tam hợp cầm đũa trắng bệch. Anh chàng Tuấn Tú sao lại quay về rồi? ta đã nói rồi mà, nam nhân các hắn đều ham sắc đẹp. Ai ra, ai kéo ta thế? Thím thạch, thạch thúc thật sự nhìn không nổi nữa, một trái một phải kéo bà tiếu ra ngoài. Bà lão vươn hai tay, há to miệng, phát ra tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Con trai à, đời nương chết rồi thì ngươi hãy làm một người giấy tuấn tú thế này, nương sống không có được, chết phải hưởng cho đã. Phụt! Cành dê phun ra, tạ chi phi bất chấp lau, ủ oán nhìn yến tam hợp, ăn xong thì đi thôi thật sự ở không nổi nữa yến tam hợp cũng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì thực mất hết mặt mũi ta không có ý kiến người hỏi bọn họ có chịu nổi không nếu như vậy có thể tiết kiệm cả đêm thời gian chu tam ra thầm tính toán cắn răng nói có thể vậy thì nói đi là đi đồ đạc của yến tam hợp đã thu dọn xong trước khi ăn cơm rồi giống như lúc tới chỉ có một túi đồ chỉ là bên trong có thêm một quyển kinh kim cang nàng dằn dò thím thạch lão vỗ thúc bọn họ vài câu bóc nhẹ mũi của đứa cháu nhỏ của tiếu gia xoay người lên ngựa ánh chiều tà chiếu lên gương mặt của nàng nàng mặc quần áo màu xanh tóc buộc như nam nhân ánh mắt trống rỗng nhìn vào nơi nào đó ở chân trời tổ phụ người phải phù hộ con nhé tạ chi phi nhìn bóng người màu xanh kia đè nén cảm xúc đang sôi trào trong lòng không biết vì sao hắn luôn cảm thấy trên mặt yến tam hợp vừa rồi có một chút quyết tuyệt. Sao lại là quyết tuyệt chứ? Ra, đi thôi, đi thôi. Tạ Chi Phi dơ roi ngựa lên, ra sức đuổi theo. Cách xa ngàn dặm, thành tứ cửu, trong phường khai quỹ người ra vào nhốn nháo. Nhà cái cao giọng hô. Đặt lớn hay đặt nhỏ, đặt nhanh đặt nhanh nào, ta đặt lớn, ta đặt nhỏ. Lý bất ngôn cầm trong tay một ít bạc, đặt lên trên. Ta cũng đặt nhỏ nhà cái liếc nàng một cái, cô nương hoang dã nhà ai, mỗi ngày đều nữ cải nam trang đến sòng bạc, lá gan lớn thật. Nhà cái mở bát ra. Bảy tám chín giờ, lớn, xì, thật xui xẻo. Lý bất ngôn chen ra khỏi đám người, vừa quay đầu, nhìn ra ngoài mấy trượng, đã tiểu bùi ra giống như một con gà trống phun lửa, đỉnh đầu bốc khói. Nàng vô tội buông tay, nhì gì chứ, chưa thấy qua cô nương đi đánh bạc à tiểu bùi gia là người chưa từng thấy qua cô nương nào đi đánh bạc sao? Tiểu bùi gia chưa từng thấy cô nương nào vô tâm vô phế, chơi bời lêu lồng, không có việc gì làm như vậy. Từ lúc Lý bất ngôn hồi kinh, Thái Tôn bảo hắn đi đâu cũng mang theo tên phá đám này. Nhìn cái nét quỷ quái của người này xem, đến Thái Tôn cũng sợ nàng gây rắc rồi. Tạ ngũ thập không có ở đây, tiểu bùi ra bận rộn trồng vó, thế nhưng tên phá đám này cả ngày lại cứ cười híp mắt vui chơi giải trí đánh bạc chơi đùa, nàng không thể làm việc gì giúp hắn được sao? Nàng làm việc cho hắn. Kỳ quái, sao ta lại có ý nghĩ này? Ta đang nghĩ gì vậy? Bà cô này có thể an phận không gây chuyện cho đến khi Yến Tam Hợp trở về, thì hắn đã đi miếu thắp hương rồi. Hắn đưa cho nàng ánh mắt tàn nhẫn, theo ta. Lý bất ngôn lục tục đi theo, khuỷu tay huyết vào tay tiểu bùi ra. Trên người còn bạc không, cho ta mượn 10 lượng đi. Cho người mượn một đống cướp chó có muốn hay không? Còn 10 lửa, Tiểu bùi ra tức muốn bóp chết nàng. Đã thua mấy ngày rồi hả? Mỗi ngày lấy bạc của hắn lấp đầy lỗ thùng của nàng. Lý bất ngôn bĩu môi. Tiểu bùi ra, mấy ngày rồi còn chưa dập lửa, lửa hay có hơi lớn đó. Bà cô à, bà cô không thể dập lửa được, cô nương tần lâu sợ quán đối diện có thể. Tiểu bùi ra nghẹn hỏng, cũng sắp thăng thiên rồi. Bị tức mà chết. Hai người xuyên qua sòng bạc, lại xuyên qua đường ngầm, dẫm lên một cái thuyền dài nhỏ, lên trên thuyền. Mai nương vẫy vẫy khăn với người chèo thuyền, thuyền chậm rãi rời bến tàu. Lý bất ngôn vốn còn muốn lại gần, vừa nhìn thấy khuôn mặt như người chết của tiểu bùi ra, lại nghĩ quên đi, đi tìm Mai nương nói chuyện cho lành. Gần đây thường đi theo tiểu bùi ra lên thuyền, nàng và Mai nương đều thân thiết rồi. Thuyền đi được một nửa, lại cập bờ, triệu diệt thời khoác áo choàng lên thuyền. Mai Nương dù sao cũng là hạ nhân, vừa thấy Thái Tôn đi lên, vội vàng ném lý bất ngôn ra sau, tiến lên bưng trà đưa nước. Chuyện đề cử, sư phụ tôi là thần tiên, vô địch tiên nhân ngạo thế tiên giới. Triệu diệt thời ném áo choàng cho thẩm trùng, ngồi vào chỗ của mình, dương mắt nhìn Lý Bất Ngôn, chỉ chỉ vị trí trước mặt, ý bảo nàng ngồi xuống. Lý Bất Ngôn bất đắc dĩ ngồi xuống. Ngồi phải ra dáng vào. Tiểu bùi ra cắn hạt dưa đừng giống như không có xương thế, Thái Tôn còn ở đây. Lý bất ngôn rất thưởng thức bộ dáng vô tri của tiểu bùi gia. Thái Tôn vì sao lại để cho tiểu bùi gia mang theo nàng? Không phải là muốn tìm cơ hội tiếp cận nàng sao? Tại sao nàng phải đi theo tiểu bùi gia? Không phải là muốn xác nhận xem mình có thích Thái Tôn hay không sao? Cái tên tiểu bùi gia ngốc kia, thế mà lại tin lời của Thái Tôn thật. Hoài nhân, ngươi đừng để ý, nhà đầu này xưa nay đều như thế. Triệu Diệp thời sâu xa liếc lý bất ngôn, nói. Nói đi, chu gia mấy ngày nay thế nào rồi? Trường 477, truyền thừa. chu gia còn sao nữa, khổ sở dày vò chứ sao? Ngày chu lão ra chết, nhị phu nhân xảy thai, thai nhi 4 tháng tuổi không hiểu sao lại sảy mất, nhị phu nhân lập tức xuất huyết nhiều, mệnh khó giữ được. Thẩm lão thai y ra tay, thi quỷ môn thập tam châm cứu người. Đi đến mũi thứ 12, máu của nhị phu nhân vẫn không ngừng. Bởi vì trước đó đã nói, chỉ châm 12 mũi, nhị phu nhân cuối cùng mất hết máu mà chết, sau khi chết cũng không nhắm mắt. Thẩm lão thai y không hạ châm cuối cùng, trong lòng ái náy, khóc ngay tại chỗ. Về đến nhà lập tức ngã bệnh, đến nay vẫn còn xin nghỉ ở viện thai y. Chu nhị ra ôm thi thể thê tử mình dần dần lạnh như băng, cực kỳ bi thương. Trong một đêm, hắn chết cha, chết nhi tử, chết thê tử, đều là người thân nhất của hắn. Chu nhị ra mất hết can đảm, cũng muốn đi theo, may mà bị người khác ngắn lại. Nhị phòng khóc lóc rung trời, thi thể chu lão ra kia còn nằm đó, nhưng trời đã sắp sáng rồi. Trời vừa sáng, thân thích bằng hữu sẽ tới phúng viếng, cho dù chu đại ra mặt dày dùng câu. Hôm nay là quẻ hung, bất lợi cho tân khách. Một lần thì cũng chống đỡ không quá ba ngày. Thời điểm mấu chốt phu nhân Mao Thị Nghĩ một chiêu, bày một bộ quan tài trống đặt ở giữa linh đường. Không ai thần kinh đến mức mở nắp quan tài lên, để nhìn chu lão ra một cái đâu. Mao thị lại lần nữa hạ khẩu lệnh, hạ nhân trong phủ giám để lộ ra một chữ, mặc kệ hắn là ai thì đều đánh chết. Cứ như vậy, người chu gia lại nâng hai cỗ quan tài, một cái dùng để chôn chu lão ra, một cái dùng để chôn nhị phu nhân nhâm thị. Ngày hôm sau cửa lớn chu phủ mở rộng, bạn bè thân thích đến phúng viếng. Cha nương đẻ của nhị phu nhân chẳng thể tin nổi con gái mình đang yên đang lành đột nhiên mất đi, vừa vào cửa đã làm loạn. Kết quả vừa nghe chu ra mời hơn nửa thái y viện đến khám bệnh cho con gái, thì cơn tức giận này mới giảm đi một nửa. Lại nhìn thấy hai đứa cháu gái lớn lên như hoa như ngọc, một nửa tức giận kia cũng chỉ có thể tiêu tan. Cháu gái họ chu, chu ra dù thế nào thì cũng là chỗ dựa tương lai của hai tìm muội các nàng. Oán được ai đây? chỉ có thể oán mạng con gái mình không tốt. Linh đường hai bên đều đã dàn xếp ổn thỏa, thi thể chu lão ra lại là chuyện lớn, cũng không thể để cho hắn nằm ở trên tấm ván phơi thây như thế, để lâu ngày sẽ bốc mùi. chu lão đại và mau thị thương lượng, quyết định đặt người trong hầm băng. Những gia đình thế gia đều không thiếu bạc, họ thường sẽ đào một hầm băng trong phủ để chứa băng, đợi đến lúc trời nóng thì mang ra dùng. Trùng hợp là, mùa hè năm nay không nóng lắm, trong hầm vẫn còn có một chút băng. Nếu không đủ, lại len lén đến tạ phủ, bùi phủ mượn một chút, cố chống đỡ qua hai tháng là đến mùa đông rồi. Trời bắt đầu vào đông, chuyện này cũng dễ làm hơn. Chuyện thi thể đã được giải quyết, lại gặp phải một cửa ải khó khăn khác. Người sau khi chết, phải chôn xuống đấy. Chủ lão gia cũng chỉ là giám chính khâm tiên giám, một quan viên ngũ phẩm, nói trắng ra cũng là một người bình thường người bình thường trong thời gian ngừng linh sẽ có thuyết pháp, 3 ngày ít nhất, 5 ngày là vừa đủ, 7 ngày nhiều nhất. Thời gian dài ngắn thì phải xem hiếu tâm của các con cháu. Cho dù bầy đủ 7 ngày, thì sau 7 ngày sẽ thế nào? Nếu thật sự khiêng quan tài chống đưa tang, là điều kiêng kỵ lớn trong phong thủy. Chu lão đại sốt ruột đến độ rụng tóc, ngắn ngủi vài ngày, cả người già đi không chỉ 10 tuổi. Thời điểm mấu chốt, vẫn là Mao thị lo lắng chu toàn nàng nói chu lão gia cả đời này tiết lộ quá nhiều thiên cơ quan tài cần đặt ở trong phật môn nghe phật âm bảy tháng mới có thể nhập táng nếu không ra trạch bất an con cháu bất an chuyện này đối với người khác mà nói quả thực rất kỳ lạ nhưng ở chu gia thì là chuyện hết sức bình thường xem bói tính quẻ phong thủy bát tự không phải là để lộ thiên cơ sao vì thế chu lão đại nhờ đại muội phu tạ nhi lập tạ nhi lập nhờ tiểu bùi gia 7 ngày sau, một quan tài trống khiêng ra khỏi chu phủ, tới một ngôi chùa ở ngoại ô, chu gia tốn 3 ngàn lượng bạc, thuê một phòng trong chùa để đặt quan tài của chu lão ra. chu lão đại chọn vài hạ nhân đáng tin cậy, thay phiên canh giữ. Chuyện của chu lão ra, cứ như vậy mà lừa gạt được. Nhưng chuyện này căn bản không xong. Tiểu bùi ra thở dài. Đêm qua, chu lão đại bị bệnh, cha ta tới cửa hỏi Trần, người đoán xem là sao. Lý bất ngôn mở to mắt. Nói mau, đừng có lấp lửng nữa. Lấp lửng đó. Tiểu bùi ra cố ý đưa đầu về phía triệu diệt thời, cố ý hạ thấp giọng nói. Cha ta nói là hung hiểm. Triệu diệt thời cả kinh biến sắc. Bệnh gì, sao lại hung hiểm như vậy? Cha ta cũng trần không ra bệnh gì, mấy lão thái y ở thái y viện cũng trần không ra, chỉ là sờ mạch thấy không ổn, nhưng lại chẳng thể nói ra là chỗ nào không ổn. Tiểu bùi ra lại thở dài. Ngươi nói chu lão ra trước khi chết có gì không bỏ xuống được thế, tính ra đã có hai mạng người rồi, thêm một người nữa chẳng phải là ba rồi sao. Triệu Diệp thời im lặng một lát. Lý cô nương, tiểu thư nhà ngươi trường nào thì về. Lý bất ngôn tính toán. Thuận lợi thì một tháng, không thuận lợi. Phủi phùi cái miệng quả đen, bọn họ chắc chắn sẽ gặp thuận lợi. Tiểu bùi ra chắp tay lại, vái lên trời mấy cái. Bồ Tát phù hộ, chu lão đại ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, chắc chắn phải cố chịu đến khi Yến Tam hợp bọn họ trở về. Lý bất ngôn vừa nghe tiểu bùi ra nói thì cảm thấy có chỗ nào không đúng. Gì chứ, còn chu lão nhị thì có thể xảy ra chuyện sao? Tiểu bùi ra dùng biểu cảm. Ta không nói chuyện với tên phá đám nhà người. Bưng chung trà lên uống. Triệu diệt thời cúi đầu mở miệng. Khâm thiên giám đều là cha truyền con, con truyền cháu, cháu truyền chất, truyền thừa từ đời này sang đời khác xiêm y hắn hun hương long tiên, rất nhạt, thỉnh thoảng lại chui vào mũi lý bất ngôn. Lý bất ngôn thầm nghĩ nam nhân đại trượng phu mà sông hương gì chứ? Nhưng thân thể lại không tự chủ được tiến về phía trước, cảm thấy rất thơm. Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đen kịt của triệu diệp thời. Nàng vội vàng ngồi ngay ngắn. Điện hạ nói tiếp đi, chu gia nghe nói có gia huấn, một là truyền nam không truyền nữ, hai là không truyền trưởng, không truyền đích, chỉ truyền người có linh tính. Triệu Diệp Thời Chu Lão Gia vừa chết không phải là con trưởng, nhưng lại là người có linh tính nhất Chu Gia, Chu Lão Thái Gia bèn truyền y bát cho hắn. Lý bất ngôn nghe mà hồ đồ. Vậy thì có liên quan gì đến việc Chu Đại Gia không thể chết? Ba đứa con trai của Chu Lão Gia, vị Chu Đại Gia vừa khéo là người có linh khí nhất, rất nhiều bản lĩnh giữ nhà của Chu Lão Gia, hết thầy đều dạy cho hắn. Giọng nói của Triệu Diệp Thời vẫn lạnh nhạt như trước nếu hắn gặp chuyện không may bản lĩnh bói toán của chu ra sẽ đứt đoạn khâm thiên dám phải đổi người khác chu ra không xong tất nhiên sẽ có người giỏi lý bất ngôn hắn không phải có hai đệ đệ sao trời ạ à, ngươi có thể nghe kỹ một chút không tiểu bùi gia hung tợn nói cha truyền con con truyền cháu cháu truyền chất nào có nói huynh truyền đệ đây là quy củ sao ta lại quên chuyện này chứ lý bất ngôn vỗ đầu chu đại gia không có con trai hay sao có hai người. Triệu Diệp thời hết sức kiên nhẫn nói. Nhưng cho dù là người có linh tính hơn nữa, thì cũng cần hai ba mươi năm tôi luyện mới có thể xuất sư. Nếu không, nếu không sẽ thế nào? Hại người hại mình. mươi 478, được mất. Lý bất ngôn không cho là đúng. Xì. Sì. Một tiếng. Chu ra đúng là cứng đầu, quy củ là chết, người mới là sống. Tiểu bùi ra sao không nói chu lão nhị, chu lão tam xem bói thử. Ngươi có đầu óc hay không? Tiểu bùi ra cảm thấy mình sắp tức sùi bọt mép rồi. Vì sao ta không học y, bởi vì ta không có linh tính. Chu lão nhị, chu lão tam vì sao không được chọn, cũng là không có linh tính. Tiểu bùi ra đã tức sùi bọt mép. Không có linh tính thì có học tới chết, cũng chỉ có thể học cái da lông, việc nhỏ còn có thể làm tạm, nếu như là việc lớn liên quan đến mạng người. Khâm thiên dám có đại sự liên quan đến mạng người sao? Lý bất ngôn không hiểu bèn hỏi xuất binh đánh trận phải chọn ngày lành, tế tự tế tổ phải chọn giờ lành, đêm xem thiên tượng hung dữ chỗ nào, cắt tưởng chỗ nào. Những chuyện này đều là chuyện lớn liên quan đến mạng người. Nương của ta ơi! Tiểu bùi ra ấn huyệt thái dương của mình, nói chuyện với tên phá đám này mệt chết đi được. Lý bất ngôn lúc này cuối cùng cũng nghe hiểu, nghe hiểu thì phải đưa ra một ít ý kiến mang tính xây dựng. Ta cảm thấy, tâm ma hung hiểm này quá hung hiểm, ta đi theo yến tam hợp nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy ai bị nổ ba cái quan tài, còn chết nhiều người nhanh như vậy. Triệu Diệt Thời dịu dàng nhìn nàng, ý bảo tiếp tục nói. Để phòng ngừa bất chắc, Chu Lão Đại phải viết ra một số chuyện quan trọng, lỡ như không kịp đợi mấy người tam hợp trở về, còn có thể bù đắp một chút. Hai hàng lông mày Triệu Diệt Thời nhíu lại. Chuyến đi Giang Nam này, toàn bộ quan trường phủ chiết Giang đều bị hắn triệt để quét sạch, vị trí trọng yếu đều thay người của Thái tử vào. Nhưng có được tất có mất. Đảng Hán Vương ì vào sủng ái của Bệ Hạ, đè ép một đám lão thần, để bạt viên bình của ngự sử Đài lên vị tả đô ngự sử, áp đảo hữu đô ngự sử Tần Đức Thư. Tần Đức Thư vừa khéo là người của Thái tử, còn viên bình là một con chó của Hán Vương, sau này nếu chủ nhân muốn cắn ai, con chó này sẽ đấu tranh anh dũng. Đỗ Gia tuy rằng không liên hôn thành với phủ Võ An, nhưng Đỗ Kiến Học vẫn giữ được chức quan của hắn. Thứ nhất, Đỗ Kiến Học quả thực không làm trái pháp luật. Thứ hai, Đỗ Y Vân chẳng biết vì sao lọt vào pháp nhãn của con trai trường triệu Diệp Hiền của Hán Vương. Hán Vương đưa thư về xem bắt tự của hai người, nói là ông trời tác hợp, hôn sự định vào ngày mùng 3 tháng 3 năm sau, nghe nói hai nhà đã khua chiêng gõ trống chuẩn bị rồi. Kể từ đó, một lễ bộ, một ngự sử đài, đều là người của Hán Vương, thế lực hai bên hình như lại lần nữa ngang nhau. Khâm Thiên dám tuy rằng nhìn không bắt mắt, nhưng trong lúc mấu chốt, có thể trợ giúp được một hai. Cũng chính bởi vì như thế, người Chu gia cũng không đứng về phía nào, giống như cầm y vệ chỉ trung thành với một mình hoàng đế. Lần này Chu gia gặp chuyện không may, cầu đến tạ chi phi, thật ra là chuyện tốt ngàn năm có một. Tạ chi phi vốn đã trải đường cho hắn, chỉ cần mời Yến Tam hợp đến, hóa giải tâm ma của Chu lão gia, Chu gia cho dù không thể cho hắn dùng nhưng ở thời điểm mấu chốt cũng chắc chắn có thể hữu dụng. Cho nên dù thế nào, Chu lão đại cũng không thể có chuyện được. Bên Thẩm lão thì sao?" Triệu Diệp Thời hỏi. Tiểu Bùi gia lắc đầu. Quỷ môn thập tam châm phải đến một đường sinh tử mới có thể dùng, Chu lão đại còn chưa tới bước đó. Lông mày Triệu Diệp Thời từ từ nhíu lại, lý bất ngôn nhìn thấy, có xúc động muốn đưa tay xoa lông mày cho hắn. Nhưng nghĩ thì nghĩ, cuối cùng vẫn không dám. Vậy cũng chỉ có một cách, để tiểu thư nhà ta nhanh chóng vào kinh, chỉ cần tiểu thư vào kinh, là có thể biết tâm ma của chu lão gia là cái gì rồi. Tiểu bùi ra. Sau đó thì sao, Yến Tam Hợp tìm ra tâm ma, vậy thì hồn phách chu lão gia chết đi sẽ có hy vọng. Lý bất ngôn. Lúc này oán khí trên người hắn sẽ tạm thời hoãn lại, dù sao giải tâm ma cũng cần có thời gian, việc này chỉ có thể tranh thủ thời gian cho chu lão đại thôi. Tiểu bùi ra nghe đến sừng sốt. Còn như thế được sao? Lý bất ngôn. Có thể. Triệu diệt thời lập tức nhìn thầm trùng ở phía sau. Mỗi trạm dịch dọc đường đều phái người đóng giữ, mỗi trạm chuẩn bị một chiếc xe ngựa tốt nhất, tìm người lái xe tốt nhất, đi tiếp ứng yến cô nương và tam gia. Vâng, lấy hai cây lão xâm trăm năm trong kho, đưa tới cho chu phủ. Triệu diệt thời suy nghĩ một chút, lại nói. Thái y trong kinh cũng được, lang trung du y cũng được, phàm là có danh tiếng, đều mời đến chu phủ xem thử. Vâng, Minh Đình, gì, ta cũng có việc sao. Ngày mai, ngươi mời Cao Tăng và đạo sĩ đến chu gia niệm kinh, làm phép, chữa ngựa chết thành ngựa sống đi. Được, còn có một điểm rất quan trọng. Lý Bất Môn bổ sung. Tìm người đi nói cho chu lão đại, bảo hắn dù thế nào cũng phải lạc quan lên, nên ăn, nên uống, coi như không có chuyện quan tài nước ra vậy. Kêu hắn vô tư như ngươi sao? Tiểu bùi ra thầm khinh thường, mở miệng nói. Đây cũng là cách, để ta nói. Lý bất ngôn gõ bàn nhắc nhở hắn. Lời của ngươi, không ai tin, lời của ta mới có tác dụng. Ừ ừ ừ, ngươi hữu dụng, cả nhà ngươi đều hữu dụng. Tiểu bùi ra tức giận nói. Vậy ngày mai, ngươi và ta cùng đến chu gia. Lý bất ngôn duỗi tay ra. Cho ta mượn một trăm lượng bạc, ta sẽ đi. Còn dám tăng giá. Tiểu bùi gia nghiến răng, thầm nghĩ tên phá đám này là cố ý đây mà. lúc này triệu diệp thời vươn tay nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay lý bất ngôn. một trăm lượng cũng có thể nói ra miệng được. tay nam nhân trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng đầu ngón tay mang theo sự lạnh lẽo đào qua lòng bàn tay lý bất ngôn tự nhiên nàng thấy tê dại. lý bất ngôn sừng sốt một hồi đè nén sự sôi trào trong lòng cố ý kéo dài âm điệu. vậy ta nên mượn bao nhiêu lượng? Triệu Diệt Thời quay đầu, thầm trùng lấy một sấp ngân phiếu ra đặt lên bàn. Lý bất ngôn cúi đầu nhìn thử, phòng chừng phải có mấy ngàn lượng. Nàng cười khẽ một tiếng. Ta đổi chủ ý rồi, chỉ cần mượn mười lượng thôi. Triệu Diệt Thời hơi kinh ngạc. Lý bất ngôn ngẩng đầu, ánh mắt sáng như đuốc. Nương ta nói, lòng bàn tay nữ nhân không được ngả ra. Tiểu Bùi ra chừng mắt liếc nàng một cái. Vậy ngươi còn hỏi mượn ta? Ngươi ư? Lý bất ngôn. Ta chỉ muốn thấy cái vẻ mặt đỏ vì tức, chó cùng rứt dậu của ngươi thôi. Tiểu bùi ra muốn hét lên. Lý bất ngôn, ai là chó? Ai là chó? Sau này ta với ngươi không đội trời chung. Được, vậy ngày mai ta ở nhà ngủ cho đã đời. Ngươi. Lý bất ngôn rút nguyễn kiếm trên người ra, đặt lên bàn, uy hiếp nói. Ai bảo ta đi chu ra, ta sẽ. Bà cô à, tổ tông ơi. Tiểu bùi ra chịu thua, Hèn đến mức chẳng thế hèn thêm nữa, móc ra mười lượng bạc, nhét vào trong lòng nàng. Cầm đi, cầm đi, cầm hết đi. Lý bất ngôn thu lại sự vui vẻ dạo rực khẽ kiếm chân lên, không nặng không nhẹ dẫm một cái, tay chống cầm, ánh mắt đường hoàng nhìn triệu diệt thời. Tim triệu diệt thời đập như trống bỏi. Màu da hắn rất trắng, bên tai từ từ đỏ lên, tuy rằng nhìn không rõ dưới ánh nến, nhưng lại nóng đến cháy tim gan. Một lát sau, hắn rút chân ra dùng sức dẫm lại. Bốn mắt nhìn nhau, không ai cử động nữa. Đêm rất khuya, ánh sáng hai bên bờ không ngừng lui về phía sau. Lý bất ngôn từ từ nhếch môi. Nguyên văn lời nương nói thực ra là, lòng bàn tay nữ nhân không thể ngả ra với nam nhân mình thích. Tiểu bùi ra một bên đột nhiên phát hiện thì cũng không nói nữa, không khỏi nhìn người này, lại nhìn người kia. Cũng đúng. Hoài nhân nhà ta thì có lời gì để nói với tên phá đám kia chứ? Chương 479, tiếp ứng. Chu Tam gia đã từng cho rằng mình sẽ mệt chết ở nửa đường, kết quả hắn vẫn còn sống. Chỉ là tự biến mình thành một dã nhân. Tất cả mọi người không kém hắn bao nhiêu, thậm chí Yến Tam Hợp đã quen chạy ngược chạy xuôi cũng không khá hơn chút nào. Nàng đã hơn nửa tháng không tắm rửa qua, tóc đều bết với nhau, gương mặt xám xịt, nếu không là thân hình nhỏ gầy thì căn bản không thể nhìn ra được nàng là nam hay nữ. Tả Chi Phi chạm dịch kế tiếp nghỉ ngơi và hồi phục ba canh giờ ăn chút gì nóng hổi. Tả Chi Phi phun bụi bấm trong miệng ra. Ta cuối cùng cũng đợi được câu này từ miệng ngươi rồi. Càng đi về hướng bắc thời tiết càng lạnh mọi người còn mặc áo mỏng khi ra ngoài lạnh đến run lầy bầy. Tả Chi Phi cảm thấy đến xương cốt bây giờ cũng là băng. Rất nhanh đã đến chạm dịch rồi lúc xuống ngựa, giống như thường ngày, có một bàn tay to đỡ Yến Tam Hợp, để nàng đứng vững rồi mới buông ra. Bởi vì cưỡi ngựa trong thời gian dài nên lúc Yến Tam Hợp xuống ngựa chân đã mềm nhũn, phải nắm thật chặt dây cương mới đứng vững được. Bình thường đều có Lý Bất Ngôn đỡ nàng, Lý Bất Ngôn không có ở đây, nàng bèn cắn răng cố gắng chống đỡ, không ngờ vừa xuống ngựa Tạ Chi Phi đã chú ý tới. Nàng vừa định quay đầu nói cảm ơn, Tạ Chi Phi đã nhỏ giọng nói: Thái Tôn tới tiếp ứng chúng ta. Yến Tam Hợp lúc này mới nhìn thấy trước cửa dịch trạm, một chiếc xe ngựa và bốn con ngựa đang đậu. Làm sao ngươi biết là hắn? Thiên tử giá sáu, hoàng tử giá bốn. Tả Chi Phi lấy dây cương từ trong tay Yến Tam Hợp, lại lấy cả dây cương trong tay mình, ném cho Chu Thanh. Đúng lúc này, có người nghe được động tĩnh chạy tới, ánh mắt khi nhìn thấy Tả Chi Phi, phút chốc sáng lên. Tam gia, cuối cùng cũng đợi được các ngươi rồi. Tả Chi Phi biết hắn, một trong những thị vệ bên cạnh Hoàng Thái Tôn, tên là Lưu Giang. Lưu Giang nghênh đón nửa đường. Tả Chi Phi bước nhanh qua, thấp giọng hỏi: "Có phải tình hình Chu gia không tốt lắm không?" Chu lão tam đi theo phía sau hắn, những thứ khác đều không nghe thấy, vừa nghe thấy một tiếng Chu gia thì sốt ruột đến độ đầy tay thị vệ ra, lảo đảo chạy tới. "Chu gia làm sao vậy?" Lưu Giang nhìn Chu lão tam. "Sức khỏe Chu đại gia không được tốt." Cái gì cơ? Chu lão tam sờ tới mức chân mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất. Hắn run rẩy lấy tiền đồng ra, nhỏ giọng niệm chú ngữ gì đó, sau đó vung đồng tiền ra. Hai trái một phải, lại là hung. Yến cô nương, Yến cô nương. Chu lão tam đột nhiên khóc lớn lên. Van cầu ngươi, mau cứu đại ca ta, đại ca ta không thể có chuyện được được, huynh ấy không thể có chuyện được. Yến tam hợp không hề nhíu mày, chỉ tiến lên một bước chỉ vào xe ngựa nói. Ai lái xe? Lưu Giang ngẩn ra. Ta. Yến Tam hợp. Phía sau còn không? Lưu Giang. Còn. Hai câu không đầu không đuôi, tạ chi phi lại nghe hiểu. Hoài nhân sắp xếp xe ngựa ở mỗi trạm dịch, một người lái xe, dùng tốc độ nhanh nhất, trợ giúp Yến Tam Hợp trở về. Hắn vội vàng nói. Tam ca, ta và Yến Tam Hợp đi trước một bước, người nghỉ ngơi hồi phục mấy canh giờ rồi đuổi theo sau. chu lão Tam dãy ruộng đứng lên, vừa định nói mình cũng muốn đi theo thì đột nhiên lời nói kẹt ở trong cổ họng. Xe ngựa ngồi hai người, chạy nhanh nhất, có thêm mình thì chỉ tổ làm chậm tốc độ. Được, 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 vậy các ngươi đi trước đi. Tạ Chi Phi nhìn Chu Thanh, ngươi và Đinh Nhất đi cùng Chu Tam gia. Cho dù có Thái Tôn che chở, Chu Thanh vẫn không yên lòng. Để Đinh Nhất ở lại đi, ta bảo vệ gia và cô nương, ta cưỡi ngựa là được, còn có thể đổi lái với Lưu huynh đệ. Nghe đến đó, Yến Tam Hợp nghiêm túc đánh giá Chu Thanh một cái. Không có diện mạo quá xuất chúng, chưa bao giờ nói nhiều, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy đáng tin. Thêm một bộ xiêm y rồi lên ngựa, về phía bắc lạnh lẽo. Chu Thanh không ngờ Yến cô nương sẽ nói một câu như vậy, trong lòng nóng lên. Vâng, mang theo, mang theo, trong xe ngựa có. Lưu Giang vào trong xe lấy một bộ xiêm y ra, Chu Thanh nhận lấy mặc vào, lại vào trạm dịch chọn con ngựa tốt nhất hết thảy đều thỏa đáng, Yến Tam hợp ra lệnh. Xuất phát. Chỉ một lát sau, xe ngựa đã chạy như bay đi, để lại bụi đất cuồn cuộn. Chu Tam gia nhìn xe ngựa trở thành một cái chấm đen, biến mất ở trước mắt, lúc này mới hậu chi hậu giác hỏi. Người nọ và xe đều là ai sắp xếp thế? Tiểu bùi ra sao? Đinh nhất che miệng, thì thầm bên tai hắn ba chữ. Hoàng Thái Tôn. Chu Tam gia cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên vỗ đùi. Ai ra không ổn rồi, ta quên hỏi chuyện nhị tẩu. Bốn cỗ xe ngựa, chạy rất nhanh. Xe ngựa cũng không lớn, trong xe có trải đệm chăn rất dày, trong góc có hai cái đệm gấm, hai túi điểm tâm. Yến Tam Hợp lúc này mới phát hiện không đúng. Thường ngày cô và Tạ Chi Phi và ngồi xe ngựa, trong xe còn có người khác, đây là lần đầu tiên hai người ở chung trong một không gian nhỏ hẹp như vậy. Nên để tay ở đâu? Để chân ở đâu đây? ta nên có biểu cảm gì đây? tạ chi phi lúc này cũng không khá hơn nàng bao nhiêu, chỉ là khuôn mặt đầy dâu che khuất khuôn mặt xấu hổ của hắn. gà còn zin là hàng thật giá thật, còn chưa từng kêu với ai. lúc đến câu lan trái ôm phải ấp chỉ là giả vờ mà thôi. nhưng người trước mặt, dù hắn có say đến bất tỉnh nhân sự cũng không dám kêu tên của nàng ra, là người thực sự đặt trong lòng. hắn ngẩng đầu lên, yến tam hợp cũng đang nhìn hắn. sau khi nhìn nhau một giây thì đều tự làm ra. Ngươi, tạ chi phi chỉ vào điểm tâm. Muốn ăn chút gì không? Không đói, vậy, có dám ngủ bên cạnh ta không? Có gì mà không dám chứ? Yến Tam hợp mệt lắm rồi, vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Tạ chi phi cũng nằm xuống theo, đưa lưng về phía nàng. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy không đúng, tư thế này giống như là mình và nàng đang giận dỗi vậy, lại vội chờ mình, ngủ đối diện với nàng. Lại không đúng tư thế này giống như hắn muốn làm gì nàng vậy nhìn thật đáng khinh vì thế hắn ngửa mặt lên trời ngủ gối hai cánh tay lên đầu nằm một hồi nhớ tới khi còn bé hai người thân mật khăng khít lại nhịn không được thở dài người này đang thở dài cái gì thế cầu xin đó đừng thở dài nữa mau nói một câu đi vì sao ngươi lại trở về còn không bằng thở dài nữa trở về làm chút chuyện nàng thuận miệng nói Chuyện gấp lắm sao? Tạ Chi Phi nghiêng mặt nhìn nàng. Lúc Đinh Nhất nói với ta, ta sợ đến toát mồ hôi lạnh. Hơi gấp. Yến Tam hợp dừng một chút, nói đùa một câu. Tổng chỉ huy sứ binh mã ti ngũ thành, nhát gan thế ư. Đúng vậy, ta nhát gan. Tạ Chi Phi. Sau này đừng có tập kích bất ngờ, trái tim ta chịu không nổi. Yến Tam hợp vốn đã từ từ thả lỏng thân thể, nghe hắn nói vậy lại tự nhiên căng thẳng cảm giác người này nếu như đoàn mệnh thật thì đều là lỗi của mình làm sao quen Hàn Hú vậy? Ngươi cha án hả? đúng vậy. Tả Chi Phi vụ án này không phá được, ta chết không nhắm mắt nhìn đi. Chết không nhắm mắt đều thành lỗi của nàng rồi kìa. Yến Tam hợp cắn răng, thật lâu sau mới đưa ra manh mối. Ta đã giải tâm ma cho Hàn Gia Bảo. Tả Chi Phi chợt cảm thấy giống như đã sống lại, nhưng vẫn còn nghi hoặc. Vậy tại sao hắn không đồng ý cho ngươi giải tâm ma chu ra? Hắn có tư cách gì không đồng ý? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 480, Thúi rồi. Phải nói rằng công việc của tả chi phi ở binh mã ti ngũ thành không phải là vô ích. Sự việc đã qua mấy ngày, hắn vẫn tìm ra một chút manh mối. Hàn hú không hề phản đối việc Yến Tam hợp hóa niệm giải ma cho chu gia Nói thật lòng, Yến Tam hợp không nghĩ điều đó cần thiết, việc này nàng còn chẳng nói với lý bất ngôn. bởi vì ngươi, dịch trạm hàn gia hàng năm phải đưa cho nha môn binh mã từ ngũ thành năm ngàn lượng bạc, bảo ác quá. tạ chi phi bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn xuống yến tam hợp. yến tam hợp nhận thấy ánh mắt của hắn đang đặt trên người mình, lúng túng ngồi dậy theo. chẳng lẽ không phải năm ngàn lượng? đúng. tạ chi phi thừa nhận, nhưng bắt đầu từ năm sau chỉ nhận ba ngàn lượng. yến tam hợp yên lặng ta cảm ơn thay hắn, đừng cảm ơn ta. Tả Chi Phi nhếch môi nói. là nẻ mặt nàng. Yến Tam hợp thấy hắn cười mà như không cười, không biết tại sao, trong lòng hơi khó chịu. mặt ta ở chỗ ngươi có tác dụng vậy sao? đúng. Tả Chi Phi nhìn nàng, trịnh trọng bổ sung. luôn luôn có tác dụng. người này, người này. Yến Tam hợp không thể phản kháng. đúng lúc này xe ngựa va chạm, nàng thuận thế nằm nghiêng sang một bên. được rồi không cần dỗ ta nữa, ta sớm đã đồng ý giải tâm ma cho Chu ra rồi. Yến Tam Hợp, không phải là dỗ, mà là lời thật lòng. Chỉ là bây giờ không thể nói rõ với nàng được. Thân phận Tam gia tạ phủ không phải việc gì cũng theo ý mình được. Nhưng cũng vì thân phận này, con trai út được cương chiều nhất của đại thần nội các, cánh tay trái cánh tay phải âm thầm đắc lực nhất của Hoàng Thái Tôn, ta mới có thể bảo vệ sự an nguy của nàng. Còn nữa, hàn hú ngăn cản nàng, tuyệt đối không phải vì năm ngàn lượng bạc kia nhất định còn có lý do khác nàng không nói sự thật tả chi phi nhìn theo bóng lưng của nàng trong mắt có hơi thương xót nhà đầu này còn bao nhiêu bí mật nữa mà hắn không biết yến tam hợp thực sự đã ngủ quên nàng quá mệt mỏi đã mấy ngày không ngủ rồi khi mở mắt ra trước mắt đã tối đen chiếc xe vẫn rung lắc dữ dội đêm đã khuya nàng chờ cho mắt mình thích ứng với bóng đêm định quay người lại thì chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Không biết từ khi nào, nàng vừa quay người lại, đã đối mặt với tạ chi phi. Tạ chi phi cũng đang đối mặt với nàng, hai tay khoanh trước ngực, thân hình co lại, hình như rất lạnh. Hắn thở rất sâu, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp muốn ngồi dậy, lại cảm thấy không đúng. Có một tấm chăn đắp lên người nàng, quấn chặt lấy nàng. Người này bị ngốc à. Rõ ràng là nàng không sợ lạnh. Yến Tam Hợp xoay người ngồi dậy, đắp chăn cho hắn. Tỉnh rồi à? Giọng nói của hắn khàn khàn mang theo âm mũi khàn đặc, nói xong hắn dương mí mắt liếc nhìn Yến Tam Hợp, rồi lại nhắm mắt lại. Yến Tam Hợp im lặng, không ngờ hắn đã tỉnh. Tả Chi Phi kéo chăn lên, rụt cả người vào trong rồi lật qua. Đến lượt ta ngủ. Cho nên, huynh đài vừa rồi là giả vờ nhắm mắt ngủ phải không? tạ chi phi không phải giả vờ ngủ mà là không dám ngủ. Trên thế giới này giữa nam và nữ trung quy vẫn có sự khác biệt. Một nam nhân có thể trầm mê tiểu sắc, tam thê tứ thiếp, nhưng nữ nhân dù tính cách hơi buông thả một chút cũng sẽ bị người ta nói thành tùy tiện. Yến Tam Hợp mặc dù không phải nữ tử bình thường, nhưng nàng vẫn là nữ tử. Nam nữ 7 tuổi không ngồi chung, nhưng họ có rất nhiều ngày ngồi chung xe, bản thân nàng cũng không để ý, nhưng hắn lại không thể không thay nàng quý trọng khuê danh. Vì vậy, khi nàng ngủ thì hắn thức, khi nàng thức thì hắn ngủ, đây là cách hòa hợp bình yên nhất. Hơn nữa, nàng rõ ràng không thoải mái khi một mình đối diện với hắn. Tả Chi Phi biết tại sao nàng khó chịu, bẩn thỉu nên xấu hổ. Thật ra hắn cũng thế, không muốn để lộ dáng vẻ nhếch nhác của mình trước mặt nàng, phải giữ thể diện. Yến Tam hợp nào biết khúc mắc trong lòng người nào đó, thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ sau này cứ xa cách như vậy sẽ tốt hơn. Cũng đỡ bị hắn nhìn thấy bộ dạng ma chê quỷ hờn của mình. Tâm tư của Yến Tam hợp được toại nguyện. Mấy ngày sau, khi nàng ngủ thì hắn tỉnh, nàng thức thì hắn ngủ. Một tấm mền người đắp qua ta đắp lại, cuối cùng cũng không phân biệt được mùi của ai nhiều hơn. Thì thoảng cả hai người cùng thức, không dám nhìn người đối diện. Chỉ cần nhìn người kia một cái lại càng chán ghét mình hơn. Mấy ngày cuối Tạ Chi Phi cảm giác mình sắp suy sụp. Chuyện quái gì vậy? Tam gia trước mặt người khác danh tiếng mặt mũi không tệ, vậy mà trước mặt Yến Tam hợp lại mất mặt làm cái quần què gì? Khoảng cách giữa hai trạm dịch gần 800 dặm, cho dù xe chạy không ngừng nghỉ cũng phải mất hai ngày hai đêm. Sau 6 lần đổi xe ngựa, cổng thành tứ cửu nguy nga xa xa đã ở trước mắt. Đột nhiên, xe ngựa vang lên một tiếng hí rồi dừng lại. Tiếp theo, tấm màn được vén lên, một cái đầu thò vào. Ai ra, cuối cùng các ngươi cũng về rồi, còn không về nữa ta sắp biến thành hòn vọng phu rồi. Bên trong xe tối thui, đôi mắt tiểu bùi ra nhìn từ chỗ sáng vào chỗ tối không rõ người bên trong. Nhìn đi, mau nhìn đi, đôi mắt thâm quầng đỏ ngầu của ta đều con bà nó vì các ngươi. Lời nói đột ngột dừng lại. Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua chiếu vào hai người trong xe, một người lòa xòa, một người dâu ri ơ lờm hai người nằm hai góc, trông đáng thương thảm hại như hai kẻ ăn xin. Tiểu bùi ra chăm chú nhìn một lúc, nước mắt đột nhiên rơi lã trã đầy mặt. Dù có vội thế nào cũng không thể hành hạ bản thân thành thế này chứ. Bà nó, còn có chút lương tâm làm người nào không hả? Yến Tam hợp bò tới, đưa tay búng nhẹ chán tiểu bùi ra. Mắng hay lắm, tiếp tục đi, ta muốn nghe, trời hăng lên. Tiểu bùi ra xoa xoa chán, chơ mắt nhìn Yến Tam hợp xuống xe hu hu hu, đây có phải là tiểu tiên nữ trong lòng ta hay không? Người bốc mùi gì thế? Tóc có mùi gì thế? Thối bỏ bà ra. Tiểu bùi ra gần như phát ra tiếng. Ồ Nôn ra hết đồ ăn của bữa tối. Yến Tam Hợp đứng vững, ngẩng đầu lên thấy Lý Bất Ngôn đứng cách đó vài trượng. Lý Bất Ngôn đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn sốc trước bộ dạng của Yến Tam Hợp. Nàng chửi thầm trong lòng. Khốn kiếp. Rồi bước tới cầm hành lý của Yến Tam Hợp, buộc chặt trước ngực, sau đó ngồi xuống trước mặt nàng. Lên đi. Yến Tam Hợp nghe lời trèo lên. Lý bất ngôn cõng nàng, lao tới chỗ người chu phủ đứng cạnh đó, nói. Nói với đường ra các ngươi là tiểu thư nhà ta cần tắm rửa, thay quần áo, ăn cơm, đi ngủ. Chuyện này, này cái con khỉ. Sát khí trong mắt Lý bất ngôn dày đặc. Còn dám nói nhảm nữa thì bà cô đây sẽ cho ngươi đi gặp lão ra nhà các ngươi đó, người chu phủ sợ đến mức không dám nói lời nào, cắp mông chạy thẳng về báo tin. Bùi tiếu nhìn Lý Bất Ngôn cõng người lên xe ngựa, cũng học bộ dáng của nàng, cúi người xuống, vỉnh mông ra ngoài. Huynh đệ, lên đi, để ca ca thương ngươi, cút sang một bên. Tả Chi Phi nhảy xuống xe ngựa, trầm giọng nói. Ta còn chưa có yếu đến mức đấy. Thị vệ của Thái Tôn vừa nhìn thấy Tam ra xuống ngựa, ôm quyền hành lễ với hắn, tiếp tục đi phụng mệnh. Tạ Chi Phi tê dại đi vì ngồi quá lâu, hắn khoác tay Bùi Tiếu, tập tĩnh đi về phía xe ngựa Yến Tam Hợp đang ngồi. Người Bùi Tiếu sát giặt với Tạ Chi Phi nhưng đầu thì hắn cách xa đến 8 trượng. Hết cách rồi. Người mùi Yến Tam Hợp hắn còn buồn nôn nữa là cái người này, hắn lại càng muốn nôn mửa hơn. Chương 481, theo dõi. Tiến lại gần, Tạ Chi Phi không vén rèm lên mà nói qua rèm xe. Yến Tam Hợp, ngươi về trước nghỉ ngơi đi chờ ngươi nghỉ ngơi xong, ta sẽ đến chu phủ với ngươi. Trong xe yên tĩnh một lúc mới có giọng nói vang lên. Ta khuyên ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt, sức khỏe của ngươi. Yên tâm, ta sẽ sống lâu trăm tuổi. Tạ Chi Phi vỗ vỗ xe nói. Đi thôi, Lý Đại Hiệp, đừng chậm trễ. Lý bất ngôn siết chặt dây cương, quay đầu nhìn Tạ Chi Phi, lại nhịn không được. Người đẹp vì lụa, Tạ Tam Gia, nam nhân dù có đẹp đến mấy, Nhích nhác quá cũng sẽ tệ hơn cả chó mà thôi. Ngươi gọi ai là chó? Nữ nhân các ngươi mà cẩu thả thì còn tệ hơn cả ma nữ. Tiểu bùi ra đá một cước lên không trung, định quay lại an ủi huynh đệ, nhưng hắn lại nhìn thấy một nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt huynh đệ mình. Não của nam nhân này có phải bị xe ngựa lắc ngu rồi không? Sao bị mắng vẫn còn cười được? Tả chi phi vui mừng. Mười ngày qua thật vất vả và bẩn thỉu, nhưng hễ mở mắt ra là thấy nàng, nhắm mắt lại nàng đã ở ngay bên cạnh. Hạnh phúc như một giấc mơ. Lên xe đi. Bùi tiếu nhìn thấy hắn mặc áo mỏng. Trong kinh thành rất lạnh, đừng để bị cảm. Đi thôi. Tả chi phi ngồi vào xe ngựa, xoa xoa mặt hỏi. Dọc đường đi hãy kể cho ta thật chi tiết chuyện của Chu gia, chuyện ở kinh thành, chuyện ở nha môn của ta. Tiểu bùi ra người mùi trên người hắn, trầm giọng nói, cố nén cơn buồn nôn. Tạ Chi Phi có nằm mơ cũng không nghĩ đến Đỗ Y Vân lại chịu kết hôn với đích tử của Hán Vương Triệu Diệp Hiền, hắn chợt không biết phải nói gì. Đỗ Gia đã công khai rõ ràng về phe nào rồi. Sao thế, nhớ đến người xưa à, người ta trèo cành cao, muốn thành Phượng Hoàng. Đúng vậy. Tạ Chi Phi cười lạnh nói. Ta còn đang suy nghĩ sắp tới ai sẽ gả cho Hoàng Thái Tôn, ai sẽ gả cho ngươi. Bùi tiếu không khỏi sừng sốt. Không sai, Triệu Diệp Hiền nhỏ hơn Hoài Nhân 2 tuổi đã định hôn, hôn sự của Hoài Nhân có lẽ cũng sắp rồi. Không ai có thể quyết định hôn sự của mình, hết thảy phải do Hoàng đế chỉ định. Hôn sự của Hoài Nhân đã xong, liệu hôn sự của hắn và tạ ngũ thập có còn xa nữa không? Ai ra, khó trách tạ ngũ thập cười gần, trong lòng hắn đã có người, người này rất có thể không phải là người mà phụ mẫu hắn thích. Còn bà nó lăn qua lộn lại, vẫn không thoát khỏi mệnh lệnh phụ mẫu và lời của bà mối. Thật nhàm chán, hai huynh đệ không nói gì, im lặng suốt chặng đường về tạ ra. Tạ ra, lão phu nhân, phu nhân và tạ tổng quản đã biết tin, đang háo hức chờ đợi trong sân. Tạ đạo chi cũng từ nha môn trở về sớm. Con trai xa nhà đã hơn hai tháng, lúc rời đi cũng không để lại một lời, thu qua đông tới, người làm cha há có thể không nhớ nhung tả chi phi vừa bước vào cửa lão phu nhân phu nhân đã lệ tuôn như mưa tại sao hắn lại biến thành cái dạng này trông có khác gì một tên ăn mày đâu chứ tả chi phi mệt đến mức không nói thành lời kêu đói rồi kéo tả tổng quản vào tịnh phòng trong phòng tắm hơn chục thùng nước nóng đã được chuẩn bị từ lâu tả chi phi cười phăng quần áo trong tích tắc rồi rồi ngồi vào tả tiểu hoa bịt mũi ném quần áo đi quay người lại thấy chu thanh còn không bằng một kẻ ăn xin vội vàng xua tay nói ta phụ trách hầu hạ ở đây người mau đi tắm đi tắm cho sạch sẽ vào nhớ tắm hai lần đấy chu thành người người mình cũng không thấy có mùi gì khó chịu trong sân lão phu nhân lau nước mắt kéo ngô thị rời đi ngô đi được vài bước rằng tay khỏi tay lão phu nhân vội lao đến cạnh lão gia khóc lóc cầu xin lão gia hãy chuyển việc cho tam nhi đi mấy việc vặt ở ngũ thành thật sự quá khổ rồi đây mà là việc vặt của nha môn hả? Tả đạo chi không biết phải nói gì với thê tử, đành gật đầu an ủi bà. Nếu có cơ hội, ta sẽ cố. Ngô thị đi một bước quay đầu ba lần rời đi. Tả đạo chi đợi bà đi xa, nhỏ giọng hỏi bùi tiếu. Yến cô nương thế nào rồi? Bùi tiếu trả lời bốn chữ. Không ra hình người, đứa bé đó mệt mỏi quá độ. Tả đạo chi thở dài. Tới tịnh phòng nói với tả tổng quản một tiếng, bảo hắn vào trong kho lấy thêm đồ tẩm bổ mang qua. Dạ, đúng rồi, Yến cô nương khi nào đến chu Gia Đừng vội tạ bá, nghỉ ngơi xong mới đi. Có thể không vội sao, tình hình hiện tại của chu gia người khác không biết. Trong lòng hắn đã có tính toán, con trai đã lén nói cho hắn, tình cảnh còn nguy hiểm gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần nhà mình ban đầu. Tả đạo chi hít sâu một hơi, đè nén sự lo lắng trong lòng. Khi bùi tiếu bước vào tịnh phòng, Tạ Tổng quản đang thuật lại những chuyện xảy ra trong tạ phủ. Lão phu nhân và phu nhân không hay biết gì chuyện của Chu lão gia, lão phu nhân muốn tới biệt viện thăm yến cô nương mấy lần nhưng đều bị lão gia ngăn cản. Nhị gia và nhị tiểu thư đã đến biệt viện một lần nhưng tốn công vô ích. Tháng này có bà mối tới nhà chúng ta làm mai cho nhị gia, cô nương nhà người ta tốt lắm nhưng Liễu Di nương từ chối. Tạ Tiểu Hoa dầu môi. Lão nô thấy rằng bọn họ còn chưa chịu từ bỏ yến cô nương đâu. Nhị phòng cứ tới tới lui lui như vậy khiến Tả Chi Phi nghe đến phát ngán cả lên. Đại ca, đại tẩu sao rồi? Vừa nãy ta không thấy bọn họ. Còn hơn hai tháng nữa là đến Tết rồi. Công việc ở Nha Môn của đại thiếu gia rất bận, mỗi ngày xong việc còn phải đi đến Chu gia, lúc về cũng đến giờ đi ngủ rồi. Tả Tiểu Hoa, sức khỏe đại thiếu gia Chu Phủ không tốt khiến mẫu thân hắn lo sốt vó, nghe nói cứ phải thuốc thang liên tục cho nên khi đại thiếu phu nhân ở nhà chu gia thì lão phu nhân trông nom tiểu thiếu gia ngũ thập sau lưng tiểu bùi gia chen vào cha ta nói bệnh của chu phu nhân không có gì nghiêm trọng chỉ là vì lo lắng quá thôi hy vọng không có gì nghiêm trọng tả chi phi hỏi cha ngươi chữa bệnh cho chu đại ca như thế nào giữa đường ta nghe nói rất nguy hiểm cha ta không chữa tả chi phi kinh ngạc có ý gì có dùng đầu gối mà nghĩ cũng chẳng nghĩ ra tiểu bùi ra lấy một cái ghế nhỏ qua ngồi, hạ giọng đến mức nhỏ nhất rồi thần bí nói. Chú lão đại bày một trận đồ càn khôn bát quái gì đó trong phòng, có vẻ như dùng để xua đuổi tà ma, cụ thể thì ta không rõ, dù sao cũng rất kỳ quái. Tả chi phi không tin. Thế là khỏi hả, cha ta nói mạch tượng các thứ đều bình thường, nhưng người cứ ngày một gầy đi, ta đoán có lẽ là nghĩ cách nào đó trước để kiểm soát bệnh tình, sau đó đợi yến tam hợp quay lại. Tả tiểu hoa nghe xong, Sợ đến mức lớp mỡ trên mặt cũng run lên bần bật, trong lòng nghĩ, nương ta ơi, sau này phải đối xử tốt với đại thiếu phu nhân một chút mới được. Một đám người Chu gia này, không thể phạm, không thể phạm vào. Tiểu Bùi ra vỗ nhẹ lên vai Tạ Chi Phi. Ngũ thập này, cho dù Yến Tam hợp không cho ta theo tâm ma này, ta vẫn phải mặt dày đi theo, con bà nó quá kỳ quái, ngươi nói xem Chu lão gia rốt cuộc có gì mà không buông bỏ được. Có quỷ mới biết. Tạ Chi Phi ngồi thụp xuống, nhịn một lát, thở dốc ra một tiếng rồi lau mặt nói. Đừng nói là ta không cảnh cáo ngươi, chính miệng Yến Tam Hợp nói rồi, cực kỳ hung hiểm. Xì, sì, ai vậy? Tiểu Bùi ra vẻ mặt thờ ơ nói. Chỉ cần có bà Đồng ở đây, chúng ta sẽ hiên ngang tiến về trước, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Tả Chi Phi lúc đầu cũng không có gì, nhưng nghe lời hắn nói, bất giác nhớ đến Yến Tam Hợp khi xoay người lên ngựa với gương mặt quyết tuyệt. Minh Đình, hả, phái người theo dõi chi nhánh tiêu cục của Hàn gia ở thành Bắc, Hàn Hú quay lại lập tức báo cho ta. Tiểu Bùi gia có chút buồn bực, theo dõi làm gì? Tạ Chi Phi thản nhiên nói một câu. Ta cảm thấy tên nhóc này rất mờ ám. Chương 482, đến cửa. Trong biệt viện, Yến Tam Hợp cũng đang ngâm mình trong bồn tắm, nàng đã thay đến thùng thứ ba rồi mà vẫn còn thấy bẩn lý bất ngôn vừa gội đầu cho nàng vừa nói vắn tắt những chuyện xảy ra trong kinh không ngờ yến tam hợp lại hỏi thẳng người đi phía nam thế nào cái này lý bất ngôn ấp úng chả thế nào cả chỉ ở cạnh thái tôn hắn lo việc của hắn ta lo việc ngủ của ta không xảy ra gì ư có thể xảy ra chuyện gì chứ lý bất ngôn cười gượng gạo ta là người thô cạnh mà yến tam hợp những ngày đợi ta ngươi làm gì chẳng làm gì cả lý bất ngôn thở dài tiểu bùi ra sợ ta đi tìm ngươi ngày nào cũng kè kè bên cạnh hắn đi đến đâu ta phải đến đó không tự do chút nào yến tam hợp hắn đi gặp hoàng thái tôn thì sao lý bất ngôn thật thà ta cũng đi theo thật hả yến tam hợp cười gần trong lòng hoàng thái tôn và tiểu bùi ra toàn bàn những việc quan trọng để một nha đầu thô kệch như ngươi ở bên cạnh ngó nghiêm được sao bùi minh đình không có lá gan này đây rõ ràng là ý của Hoàng Thái Tôn, tiểu bùi ra chỉ là vỏ bọc mà thôi. Thế hộp bánh trung thu là sao? Hắn nói chỉ là thích tặng thôi. Lời này Lý Bất Ngôn không hề thêm thắt gì, nhưng Yến Tam Hợp lại tức giận nói. Cái cô nương định lực kém cỏi này, mắc bệnh tương tư rồi hả? Định lực của ta đến núi Thái Sơn cũng không lay chuyển được. Lý Bất Ngôn trột dạ, mau chóng đổi đề tài. Sao ngươi và Hàn Hú lại đột nhiên về phủ Vân Nam, rốt cuộc là vì sao, làm ta lo muốn chết. Trong hành lý của ta có một cuốn kinh kim cang, bên trong có một lá thư, người xem xong sẽ rõ. Yến Tam hợp ngáp một cái. Đọc xong nhớ cất vào một nơi bí mật giúp ta. Thư, Lý Bất Ngôn không nói thêm câu nào, xoay người ra khỏi tịnh phòng, cầm thư đọc bỗng thấy như bị sét đánh. Khốn kiếp, Yến Hành thực sự quen biết trịnh lão tướng quân, nói như vậy. Nàng sồng sộc chạy vào tịnh phòng. Tam hợp, tam hợp. Không có ai trả lời. Lý bất ngôn cúi đầu nhìn, phát hiện Yến tam hợp tựa đầu vào mép thùng ngủ thiếp đi. Yến tam hợp ngủ một giấc trọn năm canh giờ, tỉnh dậy đã là quá nửa đêm. Nhìn lên đỉnh màn, nàng mới nhận ra mình đã thực sự về kinh thành. Đêm trăng gió lạnh, là lúc thăm dò tâm ma. Bất ngôn. Lý bất ngôn vội vàng đi vào. Tỉnh rồi à, ừ. Yến tam hợp chống tay ngồi dậy nói ăn một chút rồi đến chu ra, ta nấu canh gà cho ngươi. Lý bất ngôn quay đầu hét. Thang viên, giúp tiểu thư thay đồ, mặc nam trang. Thang viên đang ngủ gật ở gian ngoài, nghe nói thì vội vàng mau mắn chân tay. Nàng ở cảnh cô nương đã chín tháng, cô nương muốn làm gì nàng đều hiểu. Chỉ trong chớp mắt, một yến tam hợp với diện mạo mới bước ra khỏi phòng. Đồ ăn nóng hổi, canh gà rất thơm, bên trong cho thêm hai miếng hoàng kỳ một nắm sơn trà, nàng ăn một lèo hai bát lớn. Ăn xong, dùng trà xúc miệng, dặn dò thang viên. Đừng đợi ta, cứ ngủ trước đi. Rồi sánh vai lý bất ngôn rời đi. Đêm rất đen, bầu trời u ám, giống như có một tấm màn đen che phủ bầu trời. Yến Tam Hợp bước ra góc cổng, chợt dừng lại. Góc cổng có hai chiếc xe ngựa đang đỗ, bốn người đứng đó, chính là cặp đôi không thể tách rời huynh đệ tạ bùi và Chu Thanh Hoàng Kỳ. Chu Thanh, Hoàng kỳ mỗi người cầm một chiếc đèn lồng. Tiểu Bùi ra rậm chân, há miệng, xung quanh là một lớp khói trắng toát. Yến Tam hợp, cuối cùng ngươi cũng ra rồi, mấy ngày nay sao lạnh thế, ta sắp chết cóng rồi đây. Yến Tam hợp lơ hắn, chỉ để ý đến Tả Chi Phi bên cạnh. Các ngươi về hết đi, Lý Bất Ngôn biết chu ra, nàng đưa ta đi là được rồi. Tả Chi Phi tiến lên trước, cúi đầu hỏi, sao lại đi về, ngươi không bận gì à? nha môn là do nhà các ngươi mở hả? Yến Tam hợp. Tâm ma này, chỉ cần ta và Lý Bất Ngôn đi là được rồi. Ánh mắt tạ chi phi đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chầm chầm Yến Tam hợp. Sao chỉ cần ngươi và Lý Bất Ngôn là được? Lúc này, Lý Bất Ngôn xen vào. Đúng rồi, sao chỉ có hai chúng ta, có bọn họ ở đây chúng ta bước được bao nhiêu việc ấy chứ? Đây có phải là đồng đội heo trong lời nương bất ngôn không thế? Yến Tam hợp từ bỏ ý định đuổi người, chỉ vào tiểu bùi ra lạnh lùng nói. Không phải hắn than lạnh sao? Tiểu bùi ra vừa nghe nói là tại mình, vội vàng. Chật chật, ai oán nói. Ta là người thế nào, yến tam hợp sao mà không biết, nói thì nói thế thôi chứ trong lòng ta nhiệt huyết sôi trào đây này. Từ giờ trở đi đừng nói nhảm nữa. Yến tam hợp, lên xe. Ta nói nhảm hả? Tiểu bùi ra nuốt cơn giận liếc nhìn tả chi phi, huynh đệ à, ta phát hiện trước đây ta thực sự đuôi mù mới thích nàng huynh đệ phất lờ hắn, ánh mắt chỉ nhìn Yến Tam Hợp. Quá nửa đêm, đến một bóng ma cũng chẳng thấy, hai cỗ xe phi nước đại, rất nhanh đã đến chu ra. Tả nhi lập mặc trường bào màu xám đứng đợi ở cổng, thấy xe ngựa đến, trên mặt mới hiện chút thả lỏng, vội vàng chỉnh trang phục đi tiếp đón. Yến Tam Hợp xuống xe, đối diện với ánh mắt hắn. Cuối cùng cô nương cũng tới, làm phiền đại ra đợi lâu, đi theo ta tạ nhi lập liếc nhanh huynh đệ nhà mình một cái. Nghe tin lão tam về, hắn rời khỏi nha môn đã đi về nhà trước, chưa kịp nói lời nào, lão tam đã ngủ mất rồi. Tạ nhi lập đứng bên giường nhìn lão tam say giấc một lúc, đắp chăn cho hắn rồi mới đến chu ra. Tạ chi phi thấy chỉ có một mình ca ca nhà mình đứng đợi ở cổng thì trong lòng rất khó chịu. Người chu ra đâu, sao không ra đón tiếp? Yến tam hợp căn bản không hề cảm thấy bị coi thường, kỳ thật nàng căn bản không có cái suy nghĩ thiền cận này đi được vài bậc thềm vượt qua ngưỡng cửa theo tạ nhi lập vào bên trong mới được vài bước ngực chợt đau thắt ruột gan cồn cào mồ hôi lạnh túa ra trên trán tốc độ lập tức chậm lại tả chi phi đi ngay sau yến tam hợp lúc đầu hắn tưởng nàng nhìn xung quanh nhưng lại thấy đầu nàng luôn cúi thấp có gì đó không đúng tả chi phi giật lấy chiếc đèn lồng trong tay chu thanh chiếu lên mặt yến tam hợp Sao sắc mặt trắng bệch, đổ nhiều mồ hôi thế này, khó chịu ở đâu à?" Khi hắn gào lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp rút khăn tay ra lau mồ hôi, yếu ớt nói: "Trạch viện này bày rất nhiều trận pháp phải không?" Tạ Chi Phi không biết nên vội vàng đi hỏi đại ca nhà mình. Tạ Nhi Lập cũng không rõ. Hắn chỉ biết trong phòng đại cựu ca sao có bày một trận pháp, nhưng chỉ có một thôi, không phải có nhiều hơn một chứ? Sao anh vợ? Bảo bọn họ bỏ hết trận pháp đi, nếu không ta đành phải rời đi. Yến Tam Hợp quay người đi. Sao lại bỏ đi luôn thế? Tả Nhi Lập lo lắng. Lão Tam, người mau ngăn Yến cô nương lại, ta đi tìm Chu Lão Đại. Được. Trong phút chốc, người phải chạy đi ra ngoài thì ra ngoài, chạy vào trong thì vào trong, chờ lại chủ tớ hai người tiểu bùi ra đứng ngây ngốc tại chỗ. Tiểu bùi ra chạm vào trái tim đang đập thình thịch của mình nói. Nương nó chứ, Ta ra ra vào vào chu ra hàng chục lần mà chẳng phát hiện được gì cả. Hoàng Kỳ vẻ mặt sợ hãi. "Ra à, gần đây ta không đi nhà xí được, không phải là do trận pháp này đó chứ?" Tiểu Bùi Gia nhìn tên ngốc nhà mình, trong lòng nghĩ ta muốn đi chết quá. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.